Mình sẽ chia sẻ cách luộc gà công nghiệp nhé, làm sao cho nó ngon, nó gà vẫn giữ được cái độ giòn, nó không bị lát nhé. Trước tiên là ta cho bạn cho mình mấy gừng này, tí sả này, đập dập để tạo cái vị thơm cho gà nhé. Hạt lêm này, muối này, hạt tiêu này để cho gà nó thơm ngon. Và thêm một chút bột nghệ nữa cho màu gà đẹp nhé. Theo cái cách này thì mình sẽ đun cái nước này lên cho nó sôi lên, sau đó mình mới cho gà vào luộc. Nhưng mà mình đảm bảo luộc theo cách này nó cũng không bị lát gà nhé, mà gà vẫn giữ được cái độ giòn và nó không bị lứt và nó không bị khô, không bị mềm. Cho gia vị như vậy khi luộc gà nó đậm vị ăn rất là ngon luôn. Đợi mấy phút cho nước nó sôi lên. Cái này thì chỉ cần nước nó bắt đầu sôi sôi lên 5 tăm là mình cho vào. Đừng để sôi kỹ quá nhé, thì cho vào thì nó dễ bị lứt. Đây, cho vào thì nó sẽ săn lại miếng gà luôn, thì da gà rất là đẹp. Và hôm nay mình chỉ luộc cái đùi gà thôi, vì gà công nghiệp ấy thì chỉ ăn cái đùi thôi, cái chân, cái cánh thôi, còn những cái phần khác ăn nó sẽ rất là bở ấy. Nên mình luộc thì mình thường chỉ luộc cái phần đùi này thôi. Nó vừa có thịt, nó lại vừa cứng, nó lại không bở. Cánh thì lại ít quá, luộc cánh thì luộc vài cái ấy. Còn được cái đùi này là đủ suất ăn. Bây giờ các bạn để cho nước nó sôi nhé, rồi sau đó mình cho nhỏ lửa và mình luộc cứ mở vung như này thì nó sẽ không bị gà, nó sẽ không bị nát nhé. Và nhớ là cho nhỏ lửa thôi, để chặt mỗi cái đùi không. Khi nước nó sôi lên này nhá, các bạn để cho nó sôi kỹ lên một chút, sau đó các bạn cứ cho nhỏ lửa và để sôi khoảng 5 phút nhé. Khoảng 2 đến 3 phút thì mình sẽ lật cái miếng gà này và để sôi khoảng 5 phút là được. Sau đó mình sẽ tắt bếp, để lúc đấy mình mới đậy vung để mình om, để cho gà nó không bị đỏ xương. Sôi khoảng 5 phút với lửa vừa và nhỏ nhé. Khi gà đã sôi được khoảng 2 đến 3 phút rồi nhé, thì bây giờ mình sẽ lật cái miếng thịt gà ra như này. Lại để phôi sôi tiếp từ 2 đến 3 phút. Sau đó mình sẽ đậy vung lại và tắt bếp để tự nguội. Khoảng 15 phút là nó nguội thì gà nó sẽ chín bên trong nhé. Và đảm bảo gà nó sẽ không bị lứt, không bị đỏ. Bây giờ các bạn lật lại cái miếng thịt như thế này cho mình nhé. Rồi và chúng ta tắt bếp. Chúng ta lại vung lại, 15 phút sau mình quay lại nhé. Bây giờ đi làm nước chấm. Chúng ta có ăn gà công nghiệp mà chúng ta biết cách làm nước chấm ấy, thì nó cũng cái miếng thịt gà khi chấm vào ăn cực kỳ ngon luôn. Trước tiên là các bạn dùng cho mình một thìa muối tinh nhé. Là muối trắng hạt và xay mịn và rất là sạch rồi. Và các bạn dùng cho mình thêm mì chính 1/2 thìa, bằng nửa thì vỏ lãi đấy, thìa muối vỏ lãi đấy. Các bạn không dùng muối tinh, muối trắng, các bạn có thể dùng bột canh nhé. 1/2 thìa muối, thìa mì chính này, 1/2 thìa đường này và hạt tiêu. Cũng mình ăn được cay nên mình cho 1/2 thìa hạt tiêu vì món gà này khi ăn cay. Và bây giờ chúng ta sẽ cho ớt băm nhỏ. Đây, chuẩn bị đây. Ớt các bạn bỏ hạt đi, các bạn băm nhỏ hoặc là thái lát tùy các bạn nhé. Như bỏ hạt đi cho nó đỡ cay. Đây, mình dùng trái ớt nhỏ thôi. Cho vài lát hành vào, vài lát hành tím vào. Thì khi chúng ta ăn nhé,
thì nó sẽ thơm, nó ngon hơn. Các bạn không cho cũng được, nhưng mà bây giờ cái nước chấm ấy, gà thường thường là mình sẽ cho thêm vài lát hành tím thái lát mỏng vào như vậy, ăn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Chanh thì nếu có lá chanh thì các bạn cắt cho mình vài lá chanh nhé, thái mỏng cho vào. Không thì chúng ta lấy cái vỏ của quả chanh như này cũng được nhé, không làm sao cả. Nhưng nhớ là phải thái thật là mỏng nhé, sợi thật là mỏng. Có lá chanh thì tốt hơn. Mùa này chanh nó lụi cho nên mình không có lá chanh. Có cây chanh nhỏ, lá lụi hết rồi. Chúng ta chỉ cần thái lát mỏng thôi. Đấy. Chúng ta cho vào. Mình sẽ có một cái chén nước thánh, nước chấm ấy, mọi người hay gọi là nước thần thánh ấy. Nhưng nó đơn giản, nó chỉ là nước chấm chúng ta pha từ muối, đường, chanh, ớt thôi. Bây giờ cho nước cốt của lở quả chanh vào. Rồi sau đó chúng ta bỏ hạt đi, rồi chúng ta quấy nó lên thôi. Là mình xong cái phần nước chấm này rồi. Rồi ăn cùng gà luộc. Đi luộc gà để ăn thôi. Đây chúng ta hòa lên. Mình sẽ có một cái phần nước chấm sền sệt luôn. Rất là ngon luôn. Khi gà luộc xong nhé, mình vớt ra nhé. Phần gà luộc cái này nó rất là ngon luôn. Mà cái gà nó giữ cái độ thơm ấy, nó không bị mùi tanh. Thường là cái nước này chúng ta có thể dùng để chúng ta nấu cơm nhé. Vì sao cái lúc trước khi luộc cái gà này nó đã không có cái phần gân ở đây rồi, nhưng mà là khi luộc xong cái phần này nó cũng không hề bị nứt nhá, à không hề bị rách ra ấy, nó vẫn giữ nguyên được cái miếng gà lúc trước luộc. Và vì gà này là mình mua ngoài chợ và người ta hay cắt từ cái phần gân này xuống đây để cả cái chân này để người ta bán đấy, bán cái chân gà thì nó được giá hơn đấy, người ta cắt như vậy thì được thêm cái phần gân này nặng cân hơn. Nên khi mua đùi gà về, ở gà này gà ở quê không phải là gà nhập khẩu, cho nên khi mua về nó chỉ được như thế này thôi ạ. Bây giờ mình ăn kèm với chén nước chấm này vừa pha xong này, cực kỳ ngon luôn ạ. Đấy ạ. Không cần cầu kỳ, mình có phần gà luộc rất là ngon luôn rồi ạ. Các bạn ăn chua thêm, cho thêm ớt vào.